Chào cả nhà, mình là Hùng, mình đến từ Forbi Food. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người về cái đô cookie. Thì từ một cái đô cookie này thì mọi người có thể từ một cái đô cookie này nè thì mọi người có thể làm ra được tới hai cách làm. Một cái cookie butter bình thường với một cái cookie có mứt, thì cái mứt nào thì mọi người muốn ăn mứt nào thì mọi người làm mứt đó thôi. Thì ở đây hôm nay mình có mứt thơm thì mình làm bằng mứt thơm, còn mọi người muốn ăn mứt gì thì mọi người làm. Thì cho mọi người xem lại cái đô cookie nha. Đây là cái đô cookie mà mình đã làm sẵn, thì lát nữa mình sẽ làm cho mọi người xem. Rồi một cái cookie butter tầm cỡ 18 gram, tầm cỡ 18 gram một viên hoặc là 20 gram tùy mỗi người thôi, muốn ăn cỡ nào thì cỡ, nhưng mà mình đưa cái định lượng tầm cỡ 18 gram. Rồi, còn cái cách mình làm á, ở cái đô bột cookie này á, thì mọi người để ý nó sẽ rất là, nó không có khô mà nó kiểu như nó dẻo dẻo như vậy nè. Đó, mọi người thấy không? Thì giờ mình sẽ vo nó lại thành viên thế này. Mình đặt xuống như đây và mình nhấn dẹp nó xuống. Đó, mình nhấn dẹp nó xuống ra như thế này. Đó, ok. Rồi mình sẽ giới thiệu thêm về cái đô, một cái đô từ cái đô cookie này mà mọi người cán mỏng nó ra. Mọi người cán mỏng nó ra. Làm nóng lò đi em. Mọi người đợi mình một chút. Đây là cái đô mà mình đã làm sẵn. Thì lát nữa mình cũng sẽ làm mỏng cho mọi người coi luôn. Còn cái này là mình làm sẵn trước để cho mọi người xem thấy được cái nếu mà nó làm xong nó ra như thế này. Đây, từ cái đô này nha, từ cái đô này mọi người sẽ làm ra được cái như thế này. Thì lát nữa làm như thế nào thì mọi người sẽ thấy nó sẽ ra như thế này. Đây, nó sẽ ra được như vậy. Đây, mọi người thấy chưa? Rồi mình sẽ dùng cái này nè, cái khuôn này mình nhấn nó ra, mình bỏ vô đây, mình đóng xuống sẽ là như thế này. Đây, mình xem đó, ở giữa nó sẽ có cái nhân đó, mọi người thấy không đó. Thì khi mà mình bỏ vô đây mình nướng chung luôn một lần đó, mọi người cứ tiếp tục lặp lại nhé. Khi ăn như vậy thì nó sẽ có cái nhân ở giữa, cái nhân thì tùy mọi người thôi, muốn ăn cái nhân gì thì mọi người làm nhân đó. Mọi người lưu ý cái này phải để đông nha. Đó, nó có cái nhân ở giữa này, ăn rất là đã. Đó, mọi người thấy không? Thì lát nữa mình sẽ chỉ cho mọi người cách làm cái này. Ngay đây, tức là bây giờ mình sẽ cho mọi người xem được cái thành quả chứ. Mọi cái đều có. Nguyên nó mới lên nó coi rồi thầy. Ok, mọi người thấy chưa? Đấy, đảm bảo ăn là ghiền luôn. À, có chị Mộc Miên hỏi là bánh để đông xong cắt nướng thì ăn nó bị bột và nghẹn ở cổ, anh có biết nguyên nhân là vì sao không? Nếu mà bột mà ngạt ở cổ là phải do coi là cái lúc mà mình đánh cái đô bột nó đã đều hay chưa. Nó lại do cái đô bột của mỗi người làm nó cũng khác nữa. Còn cái đô bột này bạn cứ, lát nữa mình sẽ hướng dẫn bạn làm thử cái đô bột này, ăn thử nó sẽ ok. Rồi, ok xong. Mọi người xem nha. Đây là từ một đô cookie mà làm ra được hai cách làm. Một cái butter bình thường với một cái butter có mức, thì muốn ăn mức nào thì tùy mọi người thôi. Thì mình sẽ nướng ở nhiệt độ 190 thời gian khoảng là 25 phút.
Mọi người nướng đỏ chanh chín nha. Lò nóng được chưa anh ta? Vô luôn không? Cần hết chưa? 30 phút đúng không? 30 phút. Rồi giờ mình xong, trong khi mình làm xong cái đô này là có bánh là thành quả sẽ xong. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu các nguyên liệu mà mọi người cần chuẩn bị nha. Cookie bơ là chắc chắn là... Có bạn hỏi là anh có công thức bánh quy nào mà cho vào miệng thì nó tan luôn. Thường thì mình được biết là bánh quy nó phải giòn thì làm sao mà nó tan ra được. Cái đó chắc chỉ có bánh ông làng thôi, chứ cookie thì mình chắc là mình không biết. Rồi bây giờ mình cần có bơ. Bơ mọi người nên cắt từng viên ra như thế này thì nó sẽ dễ đánh hơn. Nó là bơ là 150g bơ. 150g bơ. Rồi, kế tiếp mình có đường xay. Đường xay là 125g. 125g đường xay. Rồi, sau đó là mình sẽ có 125g đường xay, mình có trứng gà 1 quả. 1 quả trứng gà. Rồi, cái đó là cái này công thức của mình sẽ dùng whipping cream nha mọi người. 25ml hoặc là 25g đều được. Rồi sau đó là mình sẽ có bột. Bột số 8 mọi người sử dụng 400g. 400g bột số 8 khá là nhiều. Mọi người cứ thử đi. Và có 5g baking powder bột nở. Thì cái baking powder này là mọi người cho vô với lại cái bột số 8 luôn. Rồi. Thường thì bơ á, các bạn cho ít muối cũng được, không cho thì không sao cả. Nhưng mà như mình thì mình sẽ cho một tí xíu muối. Một tí xíu thôi. Cho nhiều mặn. Rồi. Để máy đánh. Mọi người xem cách mình thao tác nha. Đánh lên trước nha mọi người. Cái này mình cứ bật cái số lớn nhất lên mọi người đánh nha. Có ngại nữa. Rồi xong. Đánh ra như vậy là được. Rồi cho đường vô. Kế tiếp là cho đường xay. Đổ hết vô luôn. Ở đây á, cái đường xay này mọi người nên quay lại. Như mình thì hồi nãy mình có nhấn sơ rồi được. Các bạn, mấy bạn kỹ thì mấy bạn lên đây là. Thì có vậy, chị hỏi là dùng đường hạt có được không anh? Đường hạt thì chắc nó sẽ không có đánh tan đều được hết, nên tốt nhất là nên xài đường xay. Ok. Để đánh đều lên hết rồi. Không sao, không sao, không sao. Okay. Rồi mọi người vét nó lại nha. Có chị hỏi là cách này nó ăn có giống kiểu của Danisan không hả? Bánh nó,
Thì thường thì mình làm thì mọi người ăn nó thì ai cũng bảo là giống, gần giống. Thì mọi người cứ làm thử. Thì mình đánh lên cho nó đều lên nhau rồi. Đánh đều lên cho nó đều rồi. Sau đó mình cho trứng gà vô. Đánh lên là cho trứng gà vô nha. Cho một trứng trứng gà vô. Cho hết vô luôn. Một lần. Đánh lên. Xem bạn đánh lên. Vét nó lại nha mọi người. Dùng cái này nè. Cạn nó ra. Rồi sau đó cho whipping vô. 25ml whipping. Đổ hết vô luôn. Đánh lên. Rồi sau đó mọi người cho hết tất cả cái lượng bột mình cho thẳng vô vào đây. Xong. Đánh lên. Những cái bánh su kem hay là toffee trà xanh thì bên team sẽ chia sẻ cho các bạn sau ha. Rồi, để tôi làm cho. Để tôi làm cho. Đó, chẳng lên tiếng hay được. À, các bạn hỏi là cookie này dùng làm chocolate chip cookie được không? Được, được. Thì từ cái đô bột này luôn, mọi người ví dụ như mọi người muốn ăn bất cứ cái gì giống như là yến mạch hay là trà xanh hay là sô-cô-la bất cứ gì thì mọi người cứ mix lên thêm cái gì. Ở cái đô bột này á, mọi người muốn mix cái trà xanh đi thì mọi người cho thêm 20g trà xanh. Hay là 20g trà xanh cho vô lúc cái đô bột hồi nãy á, là mọi người cho vô là sẽ là trà xanh. Rồi mọi người muốn ăn sô-cô-la chip thì cho thêm 100g sô-cô-la chip vô nữa là đánh lên được. Mọi người thấy tập 2 để là cắm vô nha. Rồi xong, chúng ta đã xong rồi đó. Người nhìn nào. Giờ mình sẽ dùng tay. Các bạn hỏi là bảo quản bánh như thế nào vậy, anh có cần bỏ cái túi hút ẩm vào không? Không, cái này mình không cần cho túi hút ẩm nha bạn. Mình chỉ cần cho vô cái túi nào mà nó kín là được. Là mình sẽ để được khoảng 3 tháng. Rồi sau khi 3 tháng mà bạn cảm thấy nó yếu á, nếu mà nhà có lò thì mình sẽ sấy là khoảng 15-20 phút thì nó sẽ giòn lại như mọi người. Các bạn muốn mix với mè đen thì bạn hỏi cho bao nhiêu gram mè đen. Thì cái đó là cái lượng định lượng đó là tùy vào mỗi người thôi. Mình thích ăn bao nhiêu thì mình cho bấy nhiêu vô. Còn mình chỉ cho mọi người ở đây cái nền căn bản của nó. Thì mọi người muốn ăn cái gì đó, khi mọi người đánh đúng thì nó sẽ rất là như vậy. Nó sẽ ra y hệt như hồi nãy, nó sẽ dính đó. Xem. Mọi người thấy không? Rất là dẻo. Nó dẻo nha, chứ mọi người nó không có khô nha. Giống như mọi người nãy thấy là 400g mọi người sẽ rất là khỏe, rất là khô. Nhưng mà khi làm nó sẽ rất là dẻo chứ nó không khô. Thì Thường thì mình mỗi lần mà mình làm xong á, ra được cục bột như vậy thì mình sẽ cho thêm một ít bột vô đập lên. Kiểu như bánh mì. Rồi, mình lấy ra. Mình để đây cũng được sao cả. Rồi giờ thì hồi nãy là mình đã giới thiệu cho mọi người á là một viên 18g. Mình bỏ ra vô đó mình nhấn. Thì bây giờ mình sẽ chỉ mọi người cái cách làm cái đô bột mà cán mỏng. Mình cần một cái tờ giấy nếm nha mọi người.
rồi với nến, rồi lấy khoảng nửa phần cái đồ bột. Người nhìn nó dẻo nha, nó không có khô. Các bạn hỏi là nếu mà làm bột đà xanh thì có cần bớt bột số 8 lại không? Mình nghĩ là không cần bớt. Tại vì thường thì mình làm mình cũng không có bớt, nó không ảnh hưởng, nó không có, nó ít quá, nó không có đồ ảnh hưởng đến cái đồ bột của mình. Mình cứ giữ như vậy mà cho không. Thì đó mọi người cho vô đây nè. Cái bột áo đó là bột số 8 luôn. Đúng rồi, bột 8 luôn đó bạn. Cái này mọi người cho vô tại cái nến nha. Tại cái nến mới được nha. Rồi gấp đôi đó là. Còn mọi người cần một cái cây cán để mọi người chải đều nó ra một cái miếng bột mỏng, mình cứ đẩy ra thôi, đẩy ra, đẩy ra. Mọi người nhớ là cho nó mỏng một chút, đừng nó dày quá, khi gấp đôi lại thì nó sẽ rất là dày. Rồi đó, mọi người cứ cán cho nó thiệt là đều ra. Thì từ cái đô này á thì mọi người muốn ấn cái hình gì cũng được, cái thông hay cái gì thì mọi người cứ khu, cứ mua cái khuôn mọi người nhấn. Em muốn ấn hình thành cái đồ xanh đó, mọi người cứ cán cho nó đều ra. Càng mỏng càng tốt ha. Thì tùy mình thôi, nhưng mà nên mỏng, tại vì mình gấp đôi lại nữa mà. Đừng có mỏng quá. Mỏng vừa vừa thôi. Đó, xong. Mình bỏ mấy cái mép này lên, nó dư thì mình bỏ nó ra, cắt bỏ đi. Cắt bỏ. Rồi mọi người lấy cái này ra. Đó, mọi người thấy không? Mình có một miếng bột mỏng. Ok. Thì ở đây mình có mứt thơm. Mọi người muốn ăn mứt gì cũng được, nhưng mà mình có mứt thơm thì mình làm mứt thơm cho mọi người tượng trưng thôi. Tượng trưng, chúng ta tượng trưng mấy người. Tượng trưng đó. Rồi. Đó, bây giờ mình chét nữa nha. Cái chị hỏi làm bằng lòng trắng trứng không được mà. Không. Cái công thức này của mình thì đang sử dụng nguyên trứng và mình chưa có thử, mọi người thích rồi cứ thử coi nó như thế nào. Nó giống như mình trải nghiệm thôi. Đó, mình chắc đều nha. Chắc đều một nửa mặt thôi nha mọi người, tại đừng gấp đôi lại. Đó. Cái này là ví dụ như mà muốn ăn hạt gì cũng được. Hạt ké được không? Được ăn. Bất cứ cái gì anh thích thì anh cứ cho vô. Rồi giờ mình gấp nó lại thôi. Gấp đôi lại. Lại cán nhẹ lại. Cho hai bề mặt nó dính lại nha. Nhẹ nhàng thôi nha mọi người. Tại nó có mức cũng đang. Các bạn hỏi nếu mà mình vo viên tròn rồi nhấn nhân vô giữa được không? Ừ thì cái này là không cần sáng tạo mà. Thì tại cái này mình muốn làm kiểu này thì mọi người sẽ ấn được cái hình theo cái khuôn mà mọi người muốn. Còn mấy cái cách kia thì tùy, mình cứ sáng tạo ra thôi. À, các bạn hỏi là nếu mà cho mứt vào thì bánh có bị nhanh bị yếu không? Không, cái mình tại vì mình làm rồi mình cảm thấy nó cũng bình thường mà, không có bị gì. Quan trọng là mấy bạn phải bỏ vô cái bịch, nó phải kín thì nó mới giữ được lâu.
miếng giấy. Rồi mọi người kiếm một cái gì đó, cái mâm hay một bất cứ cái gì đó nó chặt á. Nó vẫn như vậy. Mọi người để lên. Rồi cho vào tủ đông. Nó xét đông cứng lại giống như hồi nãy là mình mang ra mình nhấn thôi. Xong rồi, bánh của mình cũng sắp xong. Có ai hỏi là mức thơm không? Có ai muốn hỏi là mức thơm không? Có ai có chị hỏi là mức điên. Mức gì? Pudding. Pudding bữa sau ha. Bên ở trong đây, bên đây còn dư bột nhiều lắm. Bữa nào bé Đinh, bé Linh chỉ làm pudding. Pudding quên gì, pudding gì mà. Pudding táo. Bữa nào Khánh Linh chỉ làm pudding táo. Mấy cái dịp Tết này là mọi người làm cúc kê ăn ở nhà cũng ok lắm á. Tiết kiệm ngân sách. Mức thơm. Chị mức luôn. Ok. Rồi, bánh su vỏ giòn thì bữa sau sẽ chia sẻ. Mọi người muốn làm bánh su vỏ giòn á, mọi người giữ lại cái công thức đô cookie kỳ này nãy mình vừa mới chỉ á. Thì cũng làm theo cái kiểu cán bột mỏng ra. Rồi mọi người lấy cái khuôn tròn hồi nãy á, mọi người ấn ra một cái miếng bánh tròn nhỏ. Mọi người đánh nó được cái đô cookie, cái đô bánh su. Cái đô bánh su thì mọi người bắt ra một cái cục tròn của đô bánh su nhỏ. Rồi mọi người để cái miếng cookie đó đặt lên cái miếng su. Rồi là khi nướng nó tự động nó nở, nó bể ra nó thành cookie vỏ giòn thôi. Thì nó sẽ sử dụng hai đô, một là đô cookie. Có chị hỏi là nhiệt độ nào và trong thời gian bao lâu á? Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cái cách nướng cookie cho mọi người biết luôn là ví dụ như mọi người nướng ở nhiệt độ 190 thì thời gian nhất định là ví dụ là 35 đến 40 phút hay là 20 phút tùy mình không biết. Nhưng mà khi mà mọi người nướng cái đô cookie muốn mà giữ được cái màu đẹp đó, thì mọi người nướng lên khoảng từ 70 đến 80% thôi. Rồi sau đó còn 20% còn lại là mọi người sấy là bánh đảm bảo ra ăn giòn mà màu lên lại rất là đẹp. À, cái mức thơm như này á, cái mức thơm như này là do mấy em bên team Phobi mấy em làm. Thì ở nhà mình thấy, các bạn thấy không? Thấy rõ ha, ok. Cái mức thơm như thế này á, thật ra là bữa đó mấy đứa mua cái trái thơm tươi về, mấy bạn nó xay nhuyễn ra, thì định lượng á là cứ hai trái thơm là khoảng trái thơm bao nhiêu ký ta? Một trái một ký hả? Một trái ký mốt. Mấy em nó mua hai trái thơm là khoảng 2 ký 2 đi, thì 2 ký thơm với là khoảng 500g đường. 500g đường là tối đa nha. 500g đường là tối đa thì tùy cái độ ngọt hay độ mặn, cái độ chua của thơm. Thì mình làm thì đơn giản lắm, là mình dùng một cái máy xay sinh tố, mình xay thật là nhuyễn cái thơm nó ra. Đúng không? Mà mình bỏ vô trong, mình bỏ lên trên một cái nồi nào đó 4 đáy. Nhớ nha, để bỏ cái nồi dày xíu, mình để lửa nhỏ thật nhỏ, mình nấu nó. Thì lúc mà mình nấu mình cho vô trong đó một chút xíu muối, một chút xíu rượu rum. Nếu mà mình không có rượu rum, mình có rượu xịn hơn á là Crenshaw hay là rượu gì đó, mình bỏ Crenshaw rất là thơm. Được không? Mình nấu như vậy để cho cái thơm mà nó kẹo ra hoàn toàn, nó ra được cái sệt như thế này nè. Lúc mà trong nồi thì nó sẽ không sệt, tại vì mình để lạnh nó sẽ sệt hơn. Lúc mà trong nồi nó sẽ sệt mà mình cầm lên nó thành một cái khối như vậy luôn. Thì mình bắt đầu mình bỏ đường vô. Thì mình bỏ đường từ từ. Mình để lửa nhỏ mà bỏ đường mình quậy liên tục. Lý do tại sao? Tại lúc mà mình nấu cái thơm đó thì mình bỏ đường vô liền đó, nó sẽ tạo ra những cái bọt khí ở trên cái mặt của thơm á. Mà không có đường thì nó bắn một, có nghĩa là nó dăng lên một, nhưng mà có đường nó dăng tới 7 rồi. Có nghĩa là không có đường nó sẽ dăng bực thôi, có đường nó dăng vô mặt mình luôn. Và nó dăng phỏng tay phỏng chân là chuyện bình thường, mà đường nó phỏng rất là nóng. Cho nên đó là cái mẹo mà mình nấu được đó là khi mà mình làm đó là mình nên nấu cái thơm đó cho nó rút hết nước và nó kẹo sệt lại, nó đổi màu lại như thế này.
không? Sau khi mà đổi được cái màu như thế này thì mình bắt đầu mình bỏ mình bỏ đường vô. Bữa nay mấy em làm cực kỳ ngon luôn, bữa nay còn rất là ngon. Thì cái cách mà mình làm cho nó ngon hơn nữa gọi là mình chế á, là lúc mà mình xay á, mình nên bỏ một nhánh gừng nhỏ xíu thôi nha. Mình bỏ một nhánh gừng ở chừng một đống ngón tay út thôi, bỏ vô trong hạt chiếc thơm đó. Thêm nữa là nếu mà mình không có gừng, mình có cái thứ ngon hơn thì mình sẽ bỏ vỏ cam vô. Ok, ai hỏi gì? Có chị hỏi là có lược bớt cái nước thơm đi không anh? Không, không không nên lượt nha, cái đó mới là cái ngọt, cái thơm của cái trái thơm á, cái khóm á. Mình để mình bỏ hết toàn bộ cái xay sinh tố đó vô, mình nấu trong một cái nồi luôn, được không? Rồi ai hỏi gì nữa? Có chị hỏi là cái bánh này mình có thể dùng cái lò nướng thủy tinh nướng được không anh? Nướng được, cái bánh này nó nướng vào lò thủy tinh rồi nha, nhưng mà nó không ra, nó kết cấu ra nó không sẽ không có được nó không có được đẹp giống như là cái này. Cái loại tinh là nướng lửa nó lưu đàng hoàng luôn nha, lửa trong đó là lửa xe dòng, mặc dù nó chỉ có một lửa trên thôi nhưng mà nó là lửa nó lưu, thì nó nướng ra cái cống xong đẹp bằng cái này, nó sẽ hơi khô hơn một chút xíu. Ai hỏi gì nữa? Có chị hỏi là không có rượu được không anh? Không có rượu được rồi. Không rượu mình thay bằng vỏ cam hay là vỏ quýt, mình để vỏ quýt mà nó mình xay vô trong đây mình nấu luôn, nó cực kỳ thơm luôn cái vỏ quýt đó. Rồi hỏi gì nữa? Thì hỏi cho bột quế được không anh? Được, cái này Chánh cho bột quế rồi nhưng mà nó kháng lắm. Lúc trước Chánh có làm cái này mà Chánh làm cái dạng bánh cà rốt với Chánh, Chánh làm bằng cái mứt này chén trên mặt, Chánh chế cho nó không ổn. Bột quế vô trong cái bánh cà rốt mà Chánh bỏ bột quế vô trong này, nó kháng lắm, nghe mùi nó rất là kháng. Tại gì nữa? Có chị hỏi là rượu cho từ đầu thì sên nó mất mùi không? Mình để cho cái này nó sôi thật là sôi lên. Nhiều người họ nghĩ là cái kỹ thuật mà sên cái này dễ không? Không có dễ đâu. Nó phải có kỹ thuật, có nghĩa là mình phải sên để cho rượu cho cái thơm nó nóng sôi lên, thì khi mà nhiệt độ lửa mà nóng thật là sôi á, mình bỏ vô rượu sẽ bị mất mùi. Cách mai mốt mình nhớ nha, mình nấu đồ ăn cũng vậy, khi mà mình muốn bỏ rượu vô trong lúc mà mình đang xào cái gì đó thì lửa lúc đó lửa phải là lửa lớn nhất thì rượu sẽ không bị mất mùi. Hỏi gì nữa? Rồi xay dứa rồi đun đến khi cạn sệt lại rồi mới cho đường, rồi cho đường rồi đun thêm bao lâu nữa? Cho đường rồi mình đun một chút xíu nó cho nó sệt lại thôi, chứ lúc đó mình cũng sẽ không đun lâu được, tại vì mình đun lâu thứ nhất là nó sẽ bị cháy, thứ hai là sẽ dằn, rất là dằn, mặc dù lúc đó nó lại kẹo nước xuống bớt rồi nhưng mà lúc đó nó dằn, nó cũng dằn khổng tới luôn. Tại gì nữa? Có chị nói là mức thơm có lúc chỉ làm ok, có lúc thì lại bị lại đường. Bị lại đường là đừng có quậy ngay lúc đầu, đừng có bỏ đường ngay lúc đầu. Tại sao mà phải bỏ đường cuối cùng là như vậy? Thứ nhất nữa là nếu mà mình bỏ đường lúc đầu á, nó vừa nóng, nó vừa dăng, mà nó vừa bị lại đường, mà nó còn bị tình trạng nữa là mình quậy quá nó sẽ bị vón cục á, nó không có đều cái mức thơm của mình, nó không có mịn. Rồi hỏi gì nữa? Thơm mình để lâu, mình quậy bỏ đường ngay lúc đầu, mình để lâu, mình quậy lúc mà mình để nguội nó ra nước rất là nhiều. Đừng đường á. Có chị hỏi là nướng lò thủy tinh á thì nhiệt độ bao nhiêu? Lò nướng lò thủy tinh nhiệt độ dán nào này luôn, nhưng mà mình cũng phải làm nướng lò thủy tinh dán luôn. Là lúc mà mình cái lò thủy tinh là cái lò mà vòng tròn của nhà mình đúng không? Ở dưới là có nguyên cái bồ thủy tinh đúng không? Có bồ thủy tinh đúng không? Mình để lên đúng không? Mình cũng phải để nóng thì chang luôn. Mình cũng phải để nóng 10 phút. Rồi gì nữa? Ok. Rồi. Nói lại bữa nay làm thơm cho cả nhà coi đó. Thiệt. Nhưng mà không có đủ thời gian chuẩn bị. Cho nên sau khi mà up cái clip của Hùng thì nửa tiếng sau Chánh với lại Linh sẽ like cái bánh gốc của Quỳnh, khúc cây và khúc cây mini, thì hai đứa sẽ làm hai cái phiên bản để cho cả nhà thấy được cái sự khác biệt rõ ràng của hai phiên bản đó. Thì chúng tôi sẽ nói trước là do tham lam trong cái chuyện mà truyền thông tin quá, cho nên có thể là chúng tôi sẽ nướng chỉ được có một phiên bản thôi, tại vì mình chỉ có cái lò nướng. Ok. Thì nếu mà nhiệt độ nướng của Linh cùng nhiệt độ nướng của Chánh á, thì nếu mà Chánh bỏ vô được khoảng 5 phút, ví dụ như thời gian nướng của Chánh là 12 phút thì bé Linh sẽ bỏ cái mâm nhỏ cái bên vô trong đó, nhưng mà Chánh nghĩ là sẽ khó, tại vì mình không có đủ mâm để mình làm được chuyện đó. Ok. Thì nếu mà nướng được thì chúng tôi sẽ nướng, nhưng mà Chánh nghĩ là sẽ nướng được, tại vì cái trang trí của hai đứa giống nhau như chàng, chỉ khác nhau về cái đồ bánh thôi, lại vậy là cái base thôi, cái nền bánh ở dưới. Cái chị Mộc Miên hỏi là sấy bánh thì sấy bao lâu anh? Để anh nói. Để nói, anh bánh cũng kỳ quậy của anh. Thì hồi nãy mình có nói là thường thì nếu mà
ở cái lò nhiệt độ của gia đình mình mà nó không tốt á, mà mình nướng thường là cái bánh nó sẽ không bột, sẽ không được đẹp. Ví dụ như nướng bánh không được đẹp nè, rồi nó sẽ hay bị cháy đít này nọ các kiểu. Thì đây là cái cách mà mình muốn nướng cho nó được cái màu sắc của cái bánh khi đẹp đó, thì mình nên nướng đừng có chín bánh hẳn luôn, mà mình nướng tới khoảng 70% mình là mình cảm thấy cái độ bánh nó tới hơi tới rồi đó, đó mình sẽ giảm cái nhiệt độ xuống là còn nhiệt độ sấy. Thì sấy nó sẽ không có ảnh hưởng gì đến cái màu sắc của cái bánh cookie, nó chỉ giúp cho nó giòn lại thôi. Thì mình sấy ở nhiệt độ khoảng từ 120 thêm khoảng 15 phút thôi là được rồi, là bánh sẽ rất là giòn và ngon và màu sắc này rất là đẹp. Nãy Hùng nướng này 180 đúng không? 190 anh em thấy được rồi. 190 được rồi. Nhiệt độ nướng này cái lò lấy thôi, lấy cho. Nhiệt độ nướng của Hùng 190 thì cái lò thủy tinh của mình nha, mình nướng 180. Nhưng mà mình cũng phải làm nóng lò. Tại tránh nó lấy lò lò thủy tinh để tránh nướng bánh muffin rồi, bánh muffin đó. Xong tránh nướng mấy cái bánh bông lan này nọ nướng hết rồi. Nó cũng bị chàng, nó hơi khô. Cái này thì nó dày hơn nên mình lấy cái này ra, chỗ này nướng tiếp. Mình lấy cái này. Cái đĩa, cái này chính. Mình lấy cái đồ dít nó mà nhìn. Wow. Nó sẽ ra cái kiểu như con này ăn rất là ngon. Cái nó từng ăn bánh cookie của Hùng làm rồi nha, rất ngon. Rất ngon. Không, lấy cái đĩa đi, lấy cái đĩa anh bỏ được. Còn cái này do mình nướng hai cái á, thành ra cái này nó dài hơn thì mình phải cho nó vô một chút nữa. Có chị Hà Cao hỏi là nướng tới 70% rồi giảm nhiệt xuống nướng tiếp hay là lấy ra rồi không nướng hay nướng tiếp ở trong đó luôn, mình đang mình giảm xuống không lấy ra mình giảm xuống thôi để mình cho nó sấy. Wow. Sấy khoảng 15 phút thôi là bánh mình sẽ đẹp, nó không có bị đen, không cháy đít. Ví dụ như đó là với những cái trường hợp mà lò nó không được tốt thôi, còn nếu mà lò mình ok thì mình không có cần thiết phải làm như vậy. Thì cái này nó dày hơn nãy tại vì hai kiểu nó khác nhau, giờ cái này mình phải cho nướng thêm. Có bạn tên Mộc Miên hỏi là mình nướng xong hết bánh rồi sấy luôn một lần được không ạ? À? Được thì là sao đấy? Mình nướng hết bánh rồi mình sấy một lần luôn. Có nghĩa là bây giờ bạn đó là lười á, bạn đó nướng 3-4 khay xong bạn đó gỡ. Được cái đó vẫn được, không sao hết. Rồi lúc đó chỉnh nhiệt độ là nhiêu? 120 luôn. 120 thôi, tùy lò nha. Nếu mà bạn cảm thấy sấy 120 lâu quá, với đó là em đang nói là lò gia đình nha. Còn tùy lò. Thường thì sấy từ nhiệt độ 120 thôi. Còn ví dụ mà cảm thấy 120 nó quá lâu thì mình có thể 130, tùy vào mỗi lò, nhưng mà tức là cái nhiệt độ thấp hơn đi từ từ để nó chín lại, nó giòn cái bánh lên thôi. Cái công thức cookie chị có thể coi lại từ đầu giùm em ha. Rồi mọi người xem đây là cái bánh mà mình đã làm ra, cái form nó rất là đẹp. Xích ở gần, bẻ rồi. Đó, ở trong nó phải mềm xót, ngoài nó giòn vậy. Rồi ăn luôn đi em, gần lên xíu em. Rồi bỏ miệng. Cái này khi mà mọi người nướng ra, mùi sẽ ra rất là mềm. Nhưng mà càng nguội lại nó sẽ càng giòn. Nhưng mà ăn lại không có bị khô. Ăn rất là ok. Yeah, ok. Vậy xong rồi phải không? Dạ. Có cookie. Này thánh cookie mà. Giấu thôi chứ ra cookie thì biết nhiều lắm, không biết nhiều cũng làm về làm cái basic thôi. À, it's ok ha. Vậy là Hùng chia sẻ xong cái cookie rồi. Thì hẹn cả nhà nửa tiếng hồ nữa, bây giờ là mấy giờ nè? 4:10. 4:10. À, 4:30 đi, hoặc là 4:40 chúng tôi sẽ livestream bánh cookie Giáng sinh. Nó hơi dễ thương xíu, nó dễ làm. Và mấy đứa cố tình làm bằng những cái nguyên liệu ở nhà mình. À, bảo quản sao cho giòn lâu, anh sẽ nói hay để em nói. Anh nói luôn đi. Cái như mình khi mà mình nướng cái bánh xong á, thì mọi người để cho nó nguội hẳn luôn. Nguội hẳn luôn nha. Rồi bắt đầu mọi người cho ra một cái bịch kính là nó sẽ để được khoảng 3 tháng. Thì trong 3 tháng đó, ví dụ như cái trường hợp mà bạn cảm thấy nó bị yếu lại á, thì mọi người lại bỏ vô sấy lại như nãy mình nói á, là nhiệt độ 120, 15 phút là nó lại giòn lại như bình thường rồi, lại không có gì. Cái công thức này mình có thể thay whipped cream bằng sữa tươi được không anh? Không được nha. Tại sao là không được? Tại vì sữa nó không có độ kết dính. Khi mình đánh chung với bơ nó không có, nó sẽ sữa thì nó sẽ tách ra thôi, nó không có dính rồi. Yeah, yeah, yeah. Nên mọi người nên làm whipped. Ok. Hôm nay Hùng đã chia sẻ với mọi người cái cookie butter, mọi người và cứ làm thử đi, rồi có khó khăn gì thì mọi người cứ liên hệ anh Chánh. Cái gì liên hệ Hùng với lại anh Chánh chị. Rồi bye bye đi, chào tạm biệt đi. Bye bye.